Ban biên tập hộp thư nhận được đơn thư của ông Phạm Minh Đức, số nhà 345, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hương Yên. Nội dung đơn thư phản ánh về việc gia đình có tổng diện tích là 95,51m2, số diện tích công trình chiếm dụng là 84,15m2, diện tích còn lại là 11,36m2. Trong biên bản bồi thường, tài sản gia đình được bồi thường là 80,10m2 cho đến nay số diện tích đất còn lại bị người khác chiếm tụng mà lại có đủ giấy tờ hợp pháp. Ban biên tập hộp thư có phiếu chuyển đơn đến Ủy ban nhân dân phường An Tảo và nhận được ý kiến trả lời như sau: tại Điều 1 Quyết định số 1735 ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thị xã Hưng Yên, nay là thành phố Hưng Yên, về việc thu hồi đất do hộ bà Tạ Thị Tuyến đang sử dụng tại số nhà 37 đường Nguyễn Văn Linh, thị xã Hưng Yên để giải phóng mặt bằng phục vụ việc nâng cấp mở rộng quốc lộ 39, thể hiện thu hồi 80,55m2. Đất do hộ bà Tạ Thị Tuyến đang sử dụng vào mục đích ở. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích ở từ sau ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2004. Trong đó có 69,19 m2 đất để giải phóng mặt bằng, phục vụ việc nâng cấp mở rộng đường quốc lộ 39 và 11,36 m2, không thuộc dự án nhưng đủ điều kiện xây dựng nhà ở theo quy định về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đối với phần diện tích 11,36 m2 đất ngoài phạm vi dự án đã được thu hồi hết, Ủy ban nhân dân phường An Tảo không nắm được việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ vì việc thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường quốc lộ 39 do ban quản lý dự án của tỉnh thực hiện và ban quản lý dự án của tỉnh chi trả bồi thường hỗ trợ. Ngày 6 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân phường An Tảo tiến hành làm việc với ông Phạm Minh Đức. Ông Phạm Minh Đức khẳng định chưa được nhận tiền bồi thường hỗ trợ đối với phần diện tích 11,36 m2 và cung cấp giấy tờ viết tay của ban giải phóng mặt bằng tỉnh về việc chưa được nhận tiền bồi thường về đất có xác nhận của ban giải phóng mặt bằng tỉnh ngày 20 tháng 3 năm 2008. Hiện trạng sử dụng tại phần đất trong đơn kiến nghị, hiện trạng đã có công trình cấp 4 xây dựng trên phần đất trong đơn kiến nghị được xây dựng khoảng năm 2013, 2014. Qua làm việc với ông Phạm Minh Đức, bản thân ông và gia đình đã cho ông Tạ Ngọc Luật mượn để xây quán. Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại vị trí trong đơn kiến nghị của ông Phạm Minh Đức, Ủy ban nhân dân phường An Tảo không thực hiện việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại vị trí ông Phạm Minh Đức kiến nghị. Ban biên tập hộp thư có nhận được đơn thư của ông Tăng Văn Cư, thôn Tam Đô, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi. Nội dung đơn thư tố cáo ông Mai Xuân Giới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi, ông Lê Văn Đỉnh, thanh tra nhà nước tại huyện Ân Thi và ông Đặng Sĩ Quang, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Ân Thi đã lợi dụng chức vụ quyền hạn bao che cho cán bộ cấp dưới lấy hơn 2 xào đất thổ cư của gia đình ông vào ngày 15 tháng 11 năm 2018. Ban biên tập hộp thư có phiếu chuyển đơn đến Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi và nhận được ý kiến trả lời như sau. Sau khi nhận được đơn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cùng các phòng, ngành và Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Hoa Thám tổ chức đối thoại với ông Tăng Văn Cư tại trụ sở Ban tiếp công dân huyện vào các ngày 27 tháng 2 năm 2019, 18 tháng 4 năm 2019, 30 tháng 5 năm 2019, 31 tháng 5 năm 2019, 23 tháng 8 năm 2019, để làm rõ nội dung tố cáo và giao cho các cơ quan chuyên môn kiểm tra nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đất của hộ ông Tăng Văn Cư, căn cứ hồ sơ tài liệu, hệ thống bản đồ, sổ mục kê qua các thời kỳ cho thấy các thửa đất hiện nay gia đình ông Tăng Văn Cư đang sử dụng không có giấy tờ về nguồn gốc về quyền sử dụng đất mà do gia đình tự vượt lập làm nhà để ở. Thời điểm sử dụng đất là sau ngày 15 tháng 10 năm 1993, sau thời điểm xây dựng trạm bơm Tam Đô và tuyến kênh T2 phục vụ tiêu nước trên địa bàn các xã của huyện Ân Thi. Riêng cống T2, trạm bơm Tam Đô được xây dựng năm 1978, có bờ kênh và hành lang bảo vệ là 4,5 m tính từ mép trên mái trong lòng kênh. Nội dung ông Tăng Văn Cư tố cáo, ông Đinh Công Viện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Hoa Thám, Ông Nguyễn Văn Vũ, trưởng công an xã Hoàng Hoa Thám, lợi dụng chức vụ quyền hạn cho lực lượng bảo vệ xã và xã hội đen đến cản trở gia đình ông lấy đi hơn 2 sào đất thổ cư của gia đình ông để thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi đoạn qua xã Hoàng Hoa Thám và không có căn cứ để giải quyết khi thực hiện dự án không lấy vào đất ở của gia đình ông cư mà là đất thủy lợi do Ủy ban nhân dân xã Hoàng Hoa Thám quản lý, không có việc xã hội đen đến cản trở gia đình ông lấy đi hơn 2 sào đất thổ cư của gia đình ông. Ngày 3 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ra thông báo số 557 về việc không thụ lý giải quyết tố cáo trên nội dung tố cáo ông Mai Xuân Giới, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, ông Lê Văn Đỉnh, tránh thanh tra huyện, ông Đặng Sĩ Quang, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện, lợi dụng chức vụ quyền hạn bao che cho cán bộ cấp dưới lấy hơn 26 đất thổ cư của gia đình ông vào ngày 15 tháng 11 năm 2018, không tiếp dân, không giải quyết đơn thư. Xuất phát từ việc ông tăng phân cư cho rằng khi thực hiện dự án AFD đã vào lấy đất ở của gia đình ông nên Ủy ban nhân dân huyện phải ra quyết định thu hồi đất và bồi thường đất theo quy định. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân huyện cùng các phòng ngành, Ủy ban nhân dân xã Hoàng Hoa Thám đã nhiều lần làm việc với ông Tăng Văn Cư và đã có văn bản trả lời cụ thể khi thực hiện dự án AFD không lấy vào đất ở của gia đình ông mà lấy đất thủy lợi do Ủy ban nhân dân xã Hoàng Hoa Thám quản lý, nhưng ông Tăng Văn Cư cố tình không chấp hành nội dung tố cáo trên là không đúng không có căn cứ giải quyết vì sau khi nhận được đơn tố cáo của ông tăng văn cư lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện cùng các phòng ngành của huyện ủy ban nhân dân xã hoàng hoa thám đã tổ chức năm buổi đối thoại với ông tăng văn cư đề nghị ông cư cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến nguồn gốc đất ở của gia đình ông trong phạm vi thực hiện dự án afd và cung cấp chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo nhưng ông cư không cung cấp được